Xin chào cả nhà đã quay trở lại với chương trình Gói chọn thiên nhiên vào mâm cơm Việt với nồi đa năng Amway Queen. Vừa rồi thì Hải Anh có một chuyến công tác ở miền Tây sông nước. Thật là tuyệt vời khi mà nếm những cái miếng bánh xèo đặc biệt của cái vùng sông nước này. Ngay khi mà đưa cái bánh xèo vào miệng thì Hải Anh đã có một suy nghĩ là khi mà trở lại Hà Nội, Hải Anh sẽ làm ngay món bánh xèo cho gia đình mình ăn cùng với nồi đa năng Amway Queen. Ngày hôm nay khi quay trở lại Hà Nội thì Hải Anh đã thực hiện ngay món bánh xèo tép sông cho mâm cơm Thu Vàng, cũng là gửi đến các bạn một công thức món mới và cũng là để thực hiện lời hứa trong lòng khi ở miền Tây. Mời cả nhà cùng xem Hải Anh thực hiện món bánh xèo tép sông nhé. Nguyên liệu của bánh xèo tuy là khá đơn giản nhưng lại được ưu ái gọi với một cái tên là đặc sản, và lại ở miền Tây nữa là bởi vì nó bắt nguồn từ những cái thứ rất là đặc biệt, ví dụ như là bột gạo rất là giòn. Bột gạo của đồng bằng sông Cửu Long cũng là một cái tạo nên cái độ giòn cho cái bánh xèo này rất là khác biệt. Thứ hai đó là cái ngon, cái ngọt của tép sông. Khi mà kết hợp lại vỏ bánh xèo giòn, tép sông ngọt với tất cả những cái loại rau đầy đủ ngũ vị và rất là thơm như thế này, cộng với những cái thứ ăn kèm có thể là giá, có thể là củ đậu, có thể là cổ hũ dừa, hoặc là ở miền Tây thì là bông điên điển. Tất cả gói lại tạo lên một cái bánh xèo vừa giòn, vừa ngon, vừa thơm, vừa ngọt và đầy đủ ngũ vị. Đặc biệt khi mà kết hợp tất cả những cái nguyên liệu này với nhau và được thực hiện ở trong nồi Amway Queen thì cái công thức bánh xèo nó sẽ hơi khác, hơi điều chỉnh một xíu so với những cái công thức của bánh xèo thông thường. Và bây giờ thì chúng mình cùng đi pha bột bánh xèo nhé. Chúng ta sẽ tiến hành pha cái bột bánh xèo. Thì đây là bột bánh xèo, và đương nhiên ở trong cái bột bánh xèo thì bao giờ cũng sẽ có một chút bột nghệ. Ở trong cái công thức bánh xèo này thì Hải Anh mong muốn là nó giòn và nó xốp một chút, nên là sẽ có một cái phần là bột chiên giòn. Công thức các bạn có thể xem ở trên màn hình. Nước. Với bánh xèo thì đơn giản là các bạn sẽ biết rằng là các bạn có thể mua một cái gói bột bánh xèo ở ngoài về và pha theo cái chỉ dẫn là pha lẫn bột với nước, đúng không ạ? Thế nhưng ở đây các bạn sẽ thấy rất là khác biệt, bởi vì Hải Anh sẽ có một chút bia vào. Để làm gì? Để cho cái bột bánh xèo đó nó rất là xốp. Khi mà nó giòn, nó xốp thì nó sẽ giữ được cái độ giòn đó lâu hơn và không có bị ngấy. Sau khi mà hòa tan tất cả các nguyên liệu vào với nhau, cái độ vàng ấy, cái màu vàng của nghệ thì tùy theo chúng mình sẽ cho cái lượng bột nghệ ở trong cái gói bánh xèo đấy nhiều hay ít, vàng nhiều hay vàng ít thì tùy theo chúng ta. Trứng. Một chút hành lá vào trong bánh xèo. Và chúng mình cần để nghỉ để cho cái bia nó sẽ giúp cái bột này nó nở hết ra. Trong lúc chờ bột nghỉ thì Hải Anh sẽ giới thiệu với các bạn một số những cái nguyên liệu cho nhân bánh xèo và các cái loại rau ăn kèm cũng như là nước chấm. Đối với nhân bánh xèo thì cái bước đầu tiên Hải Anh sẽ tiến hành xào thịt. Thì thịt ở đây các bạn có thể tùy theo cái khẩu vị, cái sở thích của gia đình mình mà có thể chọn ba chỉ thịt vai. Hải Anh thì rất thích cái phần thịt má lẫn nạc mỡ và rất là mềm. Bây giờ thì Hải Anh sẽ xào sơ nó lên. Với cái nhân bánh xèo này thì Hải Anh không cần có cho dầu mỡ vào trong cái phần xào thịt này, nên có thể cho thẳng vào chảo. Dần xào thơm lên sơ như thế này. Xong rồi chúng mình sẽ cho cứ 100g thịt thì mình sẽ cho một cái thìa xốp này. Cái xốp gin gốc mà Hải Anh đã hướng dẫn mọi người ngay từ những cái mâm cơm đầu tiên thì nó thực sự là một cái xốp thần thánh ở trong bếp. Từ nó có thể làm chế biến được ra rất là nhiều các món khác nhau và rất là tiện lợi. Chúng mình như thế này thì thịt đã vừa tới này, rất là mềm, thơm. Mình sẽ bỏ cái phần thịt này ra, giữ cho cái miếng thịt của mình nó còn một chút xíu mỡ nó dính vào. Nó chỉ đơn giản là vừa thơm thôi. Thì mình cho cái phần thịt này ra luôn. Tiếp tục mình dùng ngay cái nồi này để cho cái tép vào. Bản thân tép ấy, tép xong nó sẽ ra nước. Thì cũng tương tự một cái tỷ lệ giống như thịt thôi. Thì mình sẽ cho ngay vào cái lúc đầu tiên này. Cũng cái tỷ lệ giống như vậy, cứ 100g thì là một thìa.
Xong rồi mình sẽ đảo đều lên. Đối với cả cái tép sông này thì đây các bạn sẽ nhìn thấy đấy ạ. À, chúng ta chỉ cần rang cho nó vừa hết nước thì là cái tép nó đã rất là thơm rồi, vừa vặn rồi. Cái đấy là một cái chìa khóa rất là quan trọng khi mà rim tép nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bỏ tép ra. Sau khi chờ bột bánh xèo nghỉ thì chúng ta sẽ tiến hành đổ bánh. Thì cái quan trọng nhất đối với cả nồi Amway Queen đó là chúng ta cần phải chuẩn bị một cái nhiệt nóng đủ để cho cái nồi này khi mà đổ bánh xèo vào nó có thể tách được cái bột ra khỏi thành nồi. Thì đối với cả bếp từ thì Hành sẽ làm nóng và đậy vung như thế này ở cái nhiệt khoảng 1000W để cho nó thật cái nóng cái nồi lên. Và bây giờ thì Hành sẽ giảm xuống khoảng 800. Tùy từng loại bếp, cái dao động về nhiệt nó có thể khác nhau. Còn đây Hành đang nói một cái bếp mà Hành đang dùng. Khi cái nhiệt trong nồi đã nóng đủ rồi, mình sẽ cho dầu vào và mình láng cho cái dầu nó đều ở tất cả các cái thành phía trên của nồi. Mình sẽ đổ bớt cái dầu thừa ra. Chúng ta sẽ chú ý ở cái đầu tiên, đấy là chúng ta chờ cho cái bánh xèo nó, cái bột nó tách nhẹ ra khỏi cái nồi thì chúng ta cho nhân bánh xèo vào. Thì đầu tiên là chúng ta cho, có thể cho củ đậu nhá, cho củ đậu, cho một chút giá hoặc là có thể cổ hũ dừa hoặc bông điên điển. Chúng ta sẽ cho thịt, chúng ta sẽ cho tép. Đậu xanh này thì Hành đã ngâm nước và hấp chín rồi, chúng ta sẽ cho một chút vào cho ngậy. Tùy cái khẩu vị của bạn mà để cho cái nhân vào trong bánh xèo này nhiều hoặc là ít. Hành sẽ cho một phần bên này để lát nữa gập cái miếng vỏ bánh xèo lại thì nó sẽ ôm mấy cái phần nhân và rất là đẹp. Bây giờ thì mình sẽ đậy vung một chút để cho các cái nguyên vật liệu nó chín. Trong cái lúc đậy vung cho bánh xèo chín thì chúng ta sẽ đi pha nước chấm. Bây giờ thì chúng ta sẽ pha nước chấm theo cái công thức ở trên màn hình. Chúng ta sẽ cho đường, nước, khuấy cho nó tan hết cái đường ra. Khi tan thì chúng ta cho chanh vào. Nó tan hết đều lên rồi thì chúng ta cho mắm. Và như thế này thì chúng ta đã có một cái bát nước chấm bánh xèo rất là ngon. Chua ngọt thì chúng ta có thể chỉnh theo tùy từng vùng miền hoặc là vị của từng nhà một chút. Nhưng mà cái công thức như thế này thì nó đã tương đối vừa để chấm bánh xèo rồi. Và chúng mình sẽ cho các cái sợi cà rốt với cả củ cải vào nước chấm. Chúng ta ăn nhiều thì chúng ta sẽ cho nhiều vào. Bây giờ như thế này. Và bây giờ thì bánh xèo cũng đã chín rồi. Hành sẽ bỏ bánh xèo ra và tiếp tục đổ những cái chiếc bánh xèo khác. Khi mà cái bánh xèo nó được thì chúng ta lật lên như thế này, chúng ta có thể cảm nhận được, đúng không? Cảm nhận được ngay cái độ giòn và độ xốp của cái vỏ bánh xèo ngay khi mà chúng ta chạm tay vào, rất là giòn. Và như thế là chúng ta sẽ bỏ bánh xèo ra. Cái thứ nhất thì chúng ta đã cho dầu rồi, còn với cái thứ hai thì đây là một cái điều mà Hành rất là yêu thích ở Amway Queen. Đó là những chiếc bánh xèo không dầu. Từ chiếc thứ hai trở đi thì các bạn làm tương tự nhưng mà chúng ta không cho dầu. Và cứ như vậy đặt lại những quy trình của những chiếc bánh xèo mà Hành vừa mới tráng. Chúng ta đã có một mâm cơm thu vàng với những chiếc bánh xèo ngon vàng ruộm với một cái bước tương tự như vậy cho đến khi mà chúng ta hết bột. Với món bánh xèo tép sông này thì bạn có thể ăn với rất nhiều các loại rau khác nhau, ví dụ như là rau cải xanh, lá sấu, đọt xoài non hoặc là lá xà lách, các loại rau dớp cá, các loại rau thơm, tùy cái sở thích của bạn. Các bạn có thể cho thêm phối hợp những cái loại rau thơm và các cái loại rau có vị chát, vị chua vào đều rất là phù hợp. Bánh xèo thì có các cách ăn khác nhau, chúng ta có thể cuộn với bánh đa nem, có thể cuộn với lá cải, thậm chí là ăn không bánh xèo.
Bánh xèo nóng hổi quyện với các loại rau, cuộn vào khi ăn chấm với cả nước mắm chua ngọt tạo nên một cái hương vị rất là tuyệt vời, khó quên. Cách làm món bánh xèo Tết Xông cũng không quá khó phải không ạ? Các bạn hãy làm cái món bánh xèo này mời gia đình mình trong cái dịp thu về nhá. Mâm cơm thu vàng của Hải Anh hôm nay đã hoàn thành. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những mâm cơm tiếp theo.